Rồi ta bật ở đây để bấm đèn ha, đây để bấm đèn nè, đây để ở đây để bấm đèn nè, đó đó rồi. Ví dụ chúng ta muốn đo tần số thì để xíu đi, ta muốn đo nhiệt độ chẳng hạn ha, thì chúng ta phải gỡ cái đo này ra. Ví dụ chúng ta muốn đo nhiệt độ nha, rồi chúng ta sẽ lấy cái đo nhiệt độ nè, rồi chúng ta mở ra. Rồi chúng ta mở cái máy lên. Rồi bật đèn lên cho dễ nhìn. Rồi chúng ta bấm nút bên đây. 1 2 3 4. Chúng ta bấm 4 lần như vậy để ra hiện đây là độ C này, thấy không? Độ C nè, rồi chúng ta đo được độ độ C, chúng ta sẽ cắm vô. Đỏ vô đỏ, đen vô đen. Rồi. Hiện tại là nhiệt độ đây là khoảng 30 độ, để mình kiếm một cái gì đó mình làm cho nó nóng lên cho bạn xem. Ở đây mình có một cái hộp quạt ha, bật lửa ha, rồi mình sẽ tiến hành mình đưa vô đây để cho nó nóng lên, coi nhiệt độ có lên không nha. Không lên liền không, lên trăm mấy độ rồi ha. Hả? Rồi vậy là ok, bạn thấy độ là như vậy thôi, cũng khá là dễ dùng.